mừng quý vị khán giả đến với chương trình Mắm Ngon Mỗi Ngày. Chị Thanh ơi, chị Thanh giúp em với. Ủa sao chị thấy em có vẻ lo lắng quá vậy, có chuyện gì? Mụn á. Chị nhìn chị thấy em rất là đẹp mà, hôm nay trông em rất là tươi. Cảm ơn chị Thanh, nhưng mà mấy nhỏ bạn em nổi mụn. À, thế là mới nhờ em hỏi các anh chị đầu bếp với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày tư vấn những món ăn nào mà giúp cho mát mẻ cơ thể để không có nổi mụn á. À, chị đoán chắc là do mấy trong mùa Tết vừa rồi các bạn của em ăn nhiều món nóng quá thôi. Đừng có lo, bây giờ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn và Ngọc Hương một món ăn giúp thanh nhiệt cơ thể, cân bằng dưỡng chất và hy vọng là mụn sẽ không xuất hiện trên mặt các bạn trẻ nữa. Nghe chị Thanh nói em cảm thấy là món ăn này hấp dẫn quá. Không biết là món ăn này như thế nào hả chị? Đây là một món ăn rất là lạ miệng, dễ thực hiện. Đó là món mặn từ Nha Đam. Món mặn mà từ Nha Đam? Đúng vậy. Từ đó tới giờ em chỉ ăn những món ngọt từ Nha Đam thôi, như là da ui Nha Đam nè, hay là nấu chè mình cũng bỏ Nha Đam vô luôn. Đúng rồi. Hôm nay ăn một món mặn từ Nha Đam. Đây là một món vừa ngon vừa mát mà vừa dễ làm. Đó là món gỏi Nha Đam. Để thực hiện món gỏi Nha Đam này, các bạn cần chuẩn bị 200g Nha Đam đã gọt vỏ, 100g tôm đất, cà rốt, dưa leo, rau húng lủi, hành phi, mè trắng rang vàng, ớt sừng băm, một số gia vị thông thường và một loại gia vị đặc trưng không thể thiếu trong các món gỏi, đó là giấm gạo Lisa. Trước tiên chúng ta sẽ trần sơ Nha Đam. Ủa tại sao mình phải trần Nha Đam vậy chị Thanh? À, chúng ta phải trần sơ Nha Đam để cho Nha Đam hết nhớt và bớt cái mùi hăng. Khi trần Nha Đam thì các bạn nhớ lưu ý, chúng ta cho vào một ít muối. Chị Thanh ơi, em thấy khi mà mình trần sơ một cái nguyên liệu nào á, thường á là mình cho gia vị vào trong nước trần. Như vậy để giúp cho món ăn của mình thêm đậm đà hả chị Thanh? Một phần là như vậy, nhưng mà tùy loại. Như Nha Đam thì khi chúng ta cho muối vào nước sôi, các bạn sẽ làm cho Nha Đam bớt cái độ nhớt và bớt cái mùi hăng. Dạ, nước sôi rồi nè chị. Bây giờ nước sôi rồi, chị cho Nha Đam vào trần. Và khi vớt Nha Đam ra, các bạn nhớ là chúng ta vớt vào một tô nước đá. Rồi, khi nước sôi lại là được rồi em ha. Dạ, trần nhanh nè, rồi vớt ra cũng cho ngay vào trong tô nước đá lạnh. Đúng vậy. Tiếp theo thì các bạn luộc tôm. Khi luộc tôm thì các bạn lại thêm vào nước nửa muỗng Aji ngon. Giờ nước sôi rồi chúng ta cũng thả tôm vào. Tôm thì các bạn có thể sử dụng tôm sú hoặc tôm đất cũng được. Ở đây thì tôi sử dụng tôm đất. Tôm được rồi đó em. Dạ. Bây giờ rồi em tắt lửa giùm chị. Và các bạn nhớ lưu ý, khi luộc tôm xong thì các bạn nhớ vớt ra và cho ngay vào một tô nước đá. Bây giờ em bóc vỏ giùm chị tôm và nhớ phải chừa đuôi tôm lại cho đẹp nha. Phần Nha Đam thì các bạn cắt sợi. Cà rốt thì các bạn thái sợi. Các bạn cắt cà rốt thành những lát mỏng và sau đó các bạn ấn bằng dao dạng sóng như thế này để cho cái món gỏi của chúng ta đẹp mắt. Phần dưa leo thì mình cũng thái khúc ra. Các bạn lấy phần vỏ và bỏ phần ruột. Bởi vì với những món gỏi á, nếu mà chúng ta sử dụng ruột dưa leo á, thì món gỏi sẽ bị ra nước, không có ngon. Chính xác. Và sau đó mình cũng thái sợi. Phần rau húng lủi này thì em thái nhỏ để chúng ta trộn vào gỏi. Dạ. Bây giờ thì tôi sẽ pha nước mắm để trộn gỏi. Trước tiên các bạn lấy 2 muỗng canh nước mắm. Quý vị khán giả lưu ý là công đoạn này rất là quan trọng, bởi vì món gỏi có ngon hay không phụ thuộc phần lớn vào nước pha gỏi, đúng không chị? Đúng rồi. Chúng ta lại cho tiếp vào 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh giấm gạo Lisa. Cuối cùng các bạn cho vào đây phần ớt sừng băm. Như vậy là chén nước mắm gỏi đã xong rồi. Bây giờ thì trộn gỏi. Đúng vậy. Trước tiên các bạn cho phần cà rốt, dưa leo và phần rau húng lủi vào. Phần tôm đã được lột vỏ. Tiếp đến chúng ta cho phần Nha Đam vào và rưới nước mắm gỏi vào. Wow, nhìn thật là hấp dẫn nha. Tôm màu đỏ nè, cà rốt, dưa leo cộng với lại màu trắng trong của Nha Đam nữa. Nhưng mà các bạn nhớ lưu ý, khi trộn món gỏi Nha Đam này thì chúng ta nên trộn nhẹ tay thôi để phần Nha Đam không bị ra nước. Dạ, em sẽ ghi nhớ điều này. Quý vị khán giả lưu ý là khi trộn gỏi Nha Đam thì chúng ta nhẹ tay để Nha Đam không bị ra nước quý vị nhé. Sau khi trộn đều lên thì các bạn cho phần hành phi vào. Và như vậy là chúng ta có thể đưa gỏi Nha Đam ra dĩa được rồi.
bắt đầu đưa gỏi nha đam ra dĩa nha. Em rất là nóng lòng muốn thưởng thức món gỏi nha đam, bởi vì em đã chia sẻ với chị cũng như là quý vị khán giả ngay từ đầu là chưa bao giờ em ăn nha đam trong một món mặn cả. Vậy hả? Vậy thì cứ bình tĩnh nha, rồi chị sẽ cho em thử. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn rắc mè lên trên nữa là món gỏi đã hoàn thành. Chị sẽ trang trí một ít rau để cho món gỏi thêm hấp dẫn. Đúng là món ăn này chế biến thật là nhanh, trong tích tắc. Và không biết là có thật là ngon hay không nữa. Chị hy vọng là sẽ rất là ngon. Bây giờ chị sẽ mời Ngọc Hương thử liền nha. Đây, một miếng nha đam, một miếng cà rốt, một miếng dưa leo. Mời em. Cảm ơn chị Thanh. Nhìn thì hấp dẫn thiệt rồi đó chị Thanh. Ngọc Hương phải ăn thử và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả chứ. Đúng rồi. Cái cảm giác đầu tiên của em á, khi mà ăn cái món ăn này á, là một cái vị mát chị. Khi mà ăn nha đam á thì có cảm giác rất là mát mẻ nha. Đúng rồi. Các nguyên liệu rau củ á thì giòn nhẹ nè, thơm thì ngọt. Đặc biệt á là vị chua dịu của giấm gạo Lisa đã làm cho món ăn này á, không chỉ em, các bạn của em và quý vị khán giả ai cũng sẽ yêu thích đó. Món ngon, cân bằng dưỡng chất. Quý vị khán giả thân mến, mọi thư từ góp ý cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và chị Thanh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.